Trân trọng kính mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức, khách mời và toàn thể quý vị chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận thương mại tiêu biểu giữa doanh nghiệp hai nước. We'd like to invite General Secretary President Nguyễn Phú Trọng and President Donald Trump, officials and all distinguished guests present here today to witness the signing ceremony of notable trade agreements between the businesses of Vietnam and the United States of America. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không Vietjet Air và ông Alan Paxson, Phó Chủ tịch Tập đoàn GE CFM lên ký thỏa thuận về việc cung cấp động cơ máy bay và dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trong 12 năm. Vice Chairman of Vietjet Air Nguyễn Thanh Hùng and Executive Vice President of GE CFM Alex Paxson are signing the jet engine purchase and a 12-year maintenance services agreement. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air và ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Máy bay Dân dụng Boeing lên ký hợp đồng mua bán 100 máy bay Boeing MAX 737. CEO of Vietjet Air, Nguyễn Thị Phương Thảo, and Executive Vice President of the Boeing Company, President and CEO of Boeing Commercial Airplane, Kevin McAllister, are signing the contract of purchasing 100 B737 MAX aircraft. Trân trọng kính mời ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không Bamboo Airways và ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Máy bay Dân dụng Boeing lên ký hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Chairman of Bamboo Airways, Trịnh Văn Quyết, and Executive Vice President of the Boeing Company and President and CEO of Boeing Commercial Airplanes, Kevin McAllister are signing the contract of purchasing 10 Boeing 787-9 Dreamliners. Thank you.
Trân trọng kính mời ông Dương Chí Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và ông Dave Shirk, Phó Chủ tịch cao cấp Công ty Sabre lên ký bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không. CEO of Vietnam Airlines Dương Chí Thành and Executive Vice President of Sabre, Dave Shirk, are signing the MOU on providing airline technology solutions and services between Vietnam Airlines and Sabre. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump và các vị khách quý đã có mặt chứng kiến lễ ký ngày hôm nay. Buổi lễ ký kết đến đây xin kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. We sincerely thank General Secretary President Nguyễn Phú Trọng and President Donald Trump and all distinguished guests for your gracious presence at the signing ceremony. The signing ceremony has now come to an end. Thank you.